vừa về một mẫu Aveo 2015 siêu lướt 61E22405 anh em nha. Form dáng đời 2015 mà. Mặt ca lăng tản nhiệt bằng tỏa ong hết toàn diện. Đèn halogen đi đôi là đèn liếc nè. Bảng này là bảng số sàn nhưng mà điều hòa của nó là điều hòa tự động nha anh em. Nó không phải điều hòa cơ nha. Anh em thấy đã không? Nhìn chất xe bao đẹp. Bốn vỏ hầu như là khá là mới. Sơn xi bên ngoài nước sơn rin còn khá là nhiều anh chị ạ. Sơn rin em này đâu đó tầm 60 đến 65% là chất sơn rin. Xe đẹp lắm. Chạy mới có 70 mấy nghìn km rồi. Nội thất option ở trong bao phê anh chị là từ những miếng nối của viền nhựa này. Anh em coi rất là liền anh em thấy không? Nó liền cực kỳ luôn. Cái thứ hai là gầm bề ở trong là không có một tí mục ngọt. Bốn vỏ mới nha anh em nha. Ở gia đình đi mẫu này ok, chủ nhà dán phin cách nhiệt 3M nè. Auto phin à, dán phin xịn không anh em. Biểu tượng của Aveo. Cọp không? Sơn đẹp lắm. Nội thất em này là miễn chê luôn. Keo chỉ là nguyên si. Không mất một phân chỉ nào đâu anh em. Nội thất ở trong nè. Chủ nhà bọc ghế da xịn sò. 5 chỗ ngồi anh em nha. Tắp bi nè. Hệ thống keo chỉ nè. Keo chỉ của em nó là nguyên bản hết. Đây. Nách. Đó, nách cửa quay xuống cho anh em coi nè. Anh em thấy không? Có chỗ nào xét rỉ không? Không mất một phân chỉ nào. Vô lăng trang bị được túi khí bên phụ bên tài. Bên đây thì chúng ta sẽ có hệ thống gương cụp mở nguyên si nè. Đó, kết hợp đi đôi là gương chỉnh điện. Và đây, một tính năng hay nè, điều hòa tự động nè. Đấy, cùng điều hòa tự động, không phải điều hòa cơ nữa nha. Chìa khóa mút lóc theo xe còn đầy đủ nha anh em nha. Chạy mới có 78.000. Nè anh em, 78.000, 358 km. Tắp lô tắp bi liền lắm. Trang bị màn hình nghe nhạc xem phim rất là xịn sò à. Anh chị coi vân gai nè. Mới chưa? Hai bên dàn thân trụ. Đó, trụ cột của em đó là nguyên bản hết. Tấm chống nắng theo xe nha anh chị nha. Em này được cái trần rin. Cái trần của em nó là trần nỉ hết toàn bộ nha anh em. Chốt nè. Sạch sẽ không? Keo nè. Keo chỉ nè. Nó có mất phân chỉ nào không? Cục máy đây. Em này máy nguyên bản hết. Nói chung là máy rin. Bốn máy. Xài toàn bộ hệ thống IC. Dàn bếp của em nó đây. Xe là nguyên cái ổ ga là chưa có dấu hiệu là xúc là hoặc canh chỉnh à, anh chị nè. Anh em coi kỹ nha, tán ổ ga nè. Tán ổ ga còn chưa mở nè. Chứng tỏ là xe này không có dấu hiệu là xúc lại ổ ga đâu nè. Có nguyên hết. Ừ, có chủ nhà người ta thay cái lốc lạnh mới. Lốc lạnh mới chủ nhà người ta thay. Có hệ thống bơm trợ lực. Tất cả các tính năng ok hết. Cam đây. Cái này xài cam rời. Đèn cao su rồi. Không có đâm pha lỗi lầm nha. Liền lạc đẹp không anh em? Keo nè. Keo Aveo nè. Không mất một phân nào luôn. Cái thứ hai là mặt đầu nắp á. Mặt đầu của dàn nắp á, cò chưa ra nè. Phía dưới cũng chưa mở nè. Anh em thấy không? Liền lắm. Máy số rin hết anh em ạ. Đây, bên đây chúng ta sẽ có hệ thống cảm biến nhớ cột số. Tất cả các tính năng ok hết nha anh em nha. Nó cực kỳ lành. Đi mẫu này lành. Đời này thì chắc chắn là sẽ trang bị là có ABS chống bốc cống phanh hai bên. Đó, anh em thích mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô. Anh em thấy cọp không? Máy móc là sáng trưng nha anh em. Nội thất đồng sơn đẹp lắm. Không cứng cũng lội đâu. Giá hợp lý vô cùng cho bà con cô bác luôn. Mẫu này bên Trần Anh đang bán với một mức giá là 185 triệu mẫu này. Anh em mua Trần Anh sẽ bớt cho 10 triệu. Nhà cô chú anh chị 2015. Chủ nhà đi cực kỳ là ít luôn. Ít vô cùng luôn. Nói chung hàng lạc xoay giá rẻ về phục vụ cho anh em. Anh em nào quan tâm mẫu nào thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô. Cái cốp ở trong. Đây anh em. Keo là keo rin hết nguyên bản nha anh em nha. Đây nè, hệ thống keo ở trong nè. Cái thứ ba là phần nỉ cách nhiệt nè. Đây là phần cốp nè. Nhìn sạch không? Cứ tỷ lệ anh em mua đời càng keo thì tỷ lệ máy móc nó rin càng nhiều. Nó là vậy thôi. Quan trọng là mình coi cứng lỗi đồng sơn nó như thế nào thôi.
quá chuẩn. Tiếp này anh em trải nghiệm tiếp tục vô phần gập nè. Ở đây mấy gầm đẹp không? Gầm là không có một tí gọi là bụt mọt ở dưới phần gầm nha anh em nha. Rồi, bà con nào quan tâm mẫu Avel 2015 thì anh em alo cho Trần Anh ô tô nha. Rồi, Trần Anh chào anh em rất là nhiều nha. Trần Anh see you and goodbye.